Chào các bạn, trong tiết 3 của chương 4 tố tụng cạnh tranh môn học luật cạnh tranh, chúng ta sẽ tìm hiểu về trình tự điều tra xử lý vụ việc cạnh tranh. Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Phạm Chí Hùng, giảng viên khoa luật thương mại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của tiết học này là để sinh viên nắm được trình tự điều tra vụ việc cạnh tranh, nắm được trình tự xử lý vụ việc cạnh tranh có lành mạnh, nắm được trình tự xử lý vụ việc tập trung kinh tế và nắm được trình tự xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh. Đầu tiên, nói về điều tra vụ việc cạnh tranh, đó là một giai đoạn trong tố tụng cạnh tranh và đó là giai đoạn thứ mấy ạ? Giai đoạn thứ 2 trong tố tụng cạnh tranh. Theo đó, cơ quan cạnh tranh áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để xác định hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và đối tượng thực hiện hành vi làm cơ sở cho việc xử lý. Về quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh theo điều 80 luật cạnh tranh năm 2018 thì có hai cơ sở để ra quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh. Thứ nhất là việc khiếu nại vụ việc cạnh tranh đáp ứng yêu cầu, và thứ hai là khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh trong thời hạn 3 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện. Sau khi có quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh thì điều tra viên sẽ thực hiện điều tra. Thời gian điều tra vụ việc cạnh tranh như sau. Thứ nhất, thời hạn điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh là 9 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra. Đối với vụ việc phức tạp thì được gia hạn một lần nhưng không quá 3 tháng. Thời hạn điều tra vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra. Đối với vụ việc phức tạp thì được gia hạn một lần nhưng không quá 60 ngày. Thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh không lành mạnh là 60 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra. Đối với vụ việc phức tạp thì được gia hạn một lần nhưng không quá 45 ngày. Việc gia hạn phải được thông báo đến bên bị điều tra và các bên liên quan chậm nhất là 7 ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn điều tra. Sau khi kết thúc điều tra viên vụ việc cạnh tranh lập báo cáo điều tra gồm các nội dung chủ yếu để trình thủ trưởng cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh. Thứ nhất là tóm tắt vụ việc, thứ hai xác định hành vi vi phạm, thứ ba tình tiết và chứng cứ được xác minh, thứ tư đề xuất biện pháp xử lý. Trên cơ sở báo cáo điều tra của điều tra viên, thủ trưởng cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh ra kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ việc cạnh tranh, báo cáo điều tra và kết luận điều tra đến Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để tổ chức xử lý theo quy định của luật cạnh tranh. Vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu về điều tra vụ việc cạnh tranh. Điều tra vụ việc cạnh tranh là giai đoạn thứ mấy của tố tụng cạnh tranh? Là giai đoạn thứ 2, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khiếu nại thụ lý hồ sơ vụ việc cạnh tranh, giai đoạn thứ 2 là giai đoạn khiếu nại. Và chúng ta chuyển sang giai đoạn thứ 3 trong tố tụng cạnh tranh là giai đoạn xử lý vụ việc cạnh tranh. Và các bạn có nhớ là vụ việc cạnh tranh thì chia thành mấy loại? Chia thành 3 loại đúng không ạ? Vụ việc về tập trung kinh tế, vụ việc về hạn chế cạnh tranh và vụ việc về cạnh tranh không lành mạnh. Về xử lý vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế theo điều 89 luật cạnh tranh năm 2018, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc, báo cáo điều tra và quyết luận điều tra, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải ra một trong các quyết định xử lý vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế hoặc là yêu cầu cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh điều tra bổ sung trong trường hợp nhận thấy các chứng cứ thu thập chưa đủ để xác định hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Thời gian điều tra bổ sung là 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc là phải đình chỉ giải quyết vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế. Về xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh theo điều 90 luật cạnh tranh năm 2018, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc, báo cáo điều tra và kết luận điều tra, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải ra một trong các quyết định sau: xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh hoặc yêu cầu cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh điều tra bổ sung trong trường hợp nhận thấy các chứng cứ thu thập chưa đủ để xác định hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh. Thời gian điều tra bổ sung đối với vụ việc cạnh tranh không lành mạnh là 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc phải đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh.
về xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh theo điều 91 luật cạnh tranh năm 2018. Thứ nhất, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ việc, báo cáo điều tra và kết luận điều tra, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải ra quyết định thành lập hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh để xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh. Thứ hai, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập, hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh có thể yêu cầu cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh tiến hành điều tra bổ sung trong trường hợp nhận thấy các chứng cứ thu thập chưa đầy đủ để xác định hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh. Thời hạn điều tra bổ sung là 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Thứ ba, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được thành lập hoặc ngày nhận được báo cáo điều tra và kết luận điều tra bổ sung, hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh phải ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh theo quy định tại điều 92 của luật cạnh tranh hoặc ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định tại điều 94 của luật cạnh tranh. Thứ tư, trước khi ra quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh phải mở phiên điều trần theo quy định tại điều 93 của luật cạnh tranh. Thứ năm, hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh ra quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh trên cơ sở thảo luận, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số. Về đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét việc quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế và vụ việc cạnh tranh có lành mạnh trong các trường hợp sau. Thứ nhất, bên khiếu nại rút đơn khiếu nại và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Thứ hai, trường hợp thực hiện điều tra theo quy định tại khoản 2 điều 80 của luật cạnh tranh, bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Lúc trước, khi nói về xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh phải thông qua phiên điều trần, thì về phiên điều trần theo điều 93 của luật cạnh tranh năm 2018, chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn quy định tại khoản 3 điều 91 của luật cạnh tranh năm 2018, hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh phải mở phiên điều trần. Phiên điều trần được tổ chức công khai, trường hợp nội dung phiên điều trần có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh thì có thể được tổ chức kín. Tại phiên điều trần, người tham gia phiên điều trần trình bày ý kiến và tranh luận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Ý kiến và tranh luận tại phiên điều trần phải được ghi vào biên bản. Lúc trước chúng ta đã thấy rằng những người tham gia tố tụng cạnh tranh cũng giống như những người tham gia một phiên tòa, và đến đây chúng ta có thể dừng lại để thảo luận liệu phiên điều trần có phải là một phiên tòa hay không. Câu trả lời là không. Vì sao? Tại vì nếu là một phiên tòa thì sẽ phải do ai tổ chức thực hiện? Phải do thẩm phán. Còn phiên điều trần là do ai? Do hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh. Mà hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh về bản chất nó là cơ quan gì? Là cơ quan hành chính chứ không phải là cơ quan tư pháp, cho nên phiên điều trần không phải là một phiên tòa. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu giai đoạn thứ 3 của tố tụng cạnh tranh là giai đoạn xử lý vụ việc cạnh tranh, và kết thúc giai đoạn này cơ quan xử lý sẽ ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Và theo điều 94 luật cạnh tranh năm 2018, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có các nội dung chủ yếu sau đây. Thứ nhất là tóm tắt nội dung vụ việc. Thứ hai là phân tích vụ việc. Thứ ba, kết luận xử lý vụ việc. Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh sẽ được tống đạt cho tổ chức cá nhân có liên quan trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký. Việc tống đạt quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh phải được thực hiện bằng một hoặc một số phương thức sau đây. Thứ nhất là trực tiếp. Thứ hai, qua bưu điện. Thứ ba, qua người thứ ba được ủy quyền. Cuối tiết học này, chúng ta sẽ có một số câu hỏi thảo luận. Câu hỏi thảo luận thứ nhất, nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao? Nhận định như sau. Trong tố tụng vụ việc cạnh tranh, nếu có yêu cầu bồi thường thiệt hại, cơ quan cạnh tranh sẽ giải quyết cùng với việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Nhận định nêu trên là đúng hay sai? Cơ quan cạnh tranh có giải quyết yêu cầu về bồi thường thiệt hại không ạ? Câu trả lời nhận định trên là
Sai. Vì sao? Vì theo khoản 1 của điều 110 Luật Cạnh tranh năm 2018, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích pháp của tổ chức cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Qua đây chúng ta thấy là cơ quan cạnh tranh sẽ không giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại, mà yêu cầu này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật, và cụ thể đây là pháp luật dân sự. Câu hỏi thảo luận tiếp theo, chúng ta sẽ thử thảo luận xem có phải mọi vụ việc cạnh tranh đều phải được giải quyết thông qua phiên điều trần hay không. Câu trả lời là không. Vì theo điều 91 và điều 93 Luật Cạnh tranh năm 2018, chỉ có vụ việc hạn chế cạnh tranh mới được giải quyết thông qua phiên điều trần. Còn chúng ta thấy là vụ việc cạnh tranh không lành mạnh và vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế không giải quyết thông qua phiên điều trần. Câu hỏi thảo luận tiếp theo, khi nhận được báo cáo điều tra từ cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải tổ chức phiên điều trần để ra quyết định giải quyết vụ việc này. Nhận định trên là đúng hay sai? Nhận định trên là sai. Vì theo điều 91 của Luật Cạnh tranh năm 2018, sau khi nhận được hồ sơ vụ việc báo cáo điều tra và kết luận điều tra thì Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thành lập hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh để xử lý vụ việc. Sau đó nếu không có căn cứ để ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh hoặc không phải tiến hành điều tra bổ sung thì lúc đó hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh sẽ mở phiên điều trần, chứ không phải là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức phiên điều trần, nên nhận định trên là sai. Câu hỏi thảo luận tiếp theo, quy trình giải quyết vụ việc cạnh tranh phải bảo đảm quyền tranh luận giữa các bên liên quan. Nhận định trên là đúng hay sai? Nhận định trên là sai. Vì theo điều 91 và điều 93 Luật Cạnh tranh năm 2018, chỉ phải bảo đảm quyền tranh luận giữa các bên liên quan đối với vụ việc hạn chế cạnh tranh. Còn đối với vụ việc cạnh tranh không lành mạnh và vụ việc tập trung kinh tế thì theo điều 90 và điều 89 Luật Cạnh tranh năm 2018 không phải tổ chức phiên điều trần, tức là không phải bảo đảm quyền tranh luận giữa các bên liên quan, nên nhận định nêu trên là sai. Cuối tiết này chúng ta có một số câu hỏi ôn tập như sau. Câu thứ nhất, trình bày bình luận về trình tự điều tra vụ việc cạnh tranh. Câu thứ hai, trình bày bình luận về trình tự xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh năm 2018. Câu thứ ba, trình bày bình luận về trình tự xử lý vụ việc tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh năm 2018. Câu thứ tư, trình bày bình luận về trình tự xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh năm 2018. Yêu cầu đặt ra là bên cạnh việc trình bày, trình tự điều tra hay trình tự xử lý thì chúng ta cần có bình luận. Như vậy chúng ta hoàn thành xong tiết 3 của chương 4 tố tụng cạnh tranh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, tương tác. Hẹn gặp lại trong tiết học sau, xử lý và thực hiện quyết định xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh. Các bạn nhớ chủ động trả lời câu hỏi ôn tập và chuẩn bị trước nội dung liên quan đến tiết học sau.